ngày em sẽ không ở đây, lấy đâu ai đợi anh về chứ? Nếu một ngày trong những cơn say gọi em bằng tên giấc mơ chưa đầy, nếu một ngày ta sẽ không gặp nhau, nhớ nhau không hay lại yêu vội vã? Nếu một ngày, nếu đến một ngày, ngày buồn trong đời người, anh mang theo nỗi nhớ bên mình, sợ quên tháng ngày có em, giữ thật dấu yêu thương trong túi, tìm lại đôi chút yên bình một thời. Ngày có em vì em anh đã vui như chưa từng, ngày có nhau vì nhau anh muốn mình mãi thế thôi. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, yêu thương trao nhau là khoảnh khắc không rời. Ngày cách xa nhận ra không thể quên quên một người, ngày biết bên cạnh nhau nhưng chỉ là một giấc mơ. Tình giấc đêm mùa đông ấy, lắng nghe giọng nói ấy, sau bao nhiêu năm vẫn nhớ. Con định đi ra ngoài cho nó thoáng một chút, chứ ở trong nhà nằm chỗ hoài ngột ngạt quá. Vậy thôi, uống miếng nước cam đi, rồi con muốn đi đâu qua đi. Mà nè, con có đi dạo ở đâu á, nếu mà mệt thì kiếm cái bóng mát nào ngồi nghỉ nữa không? Dạ, con biết rồi. À, ba xài đỡ cái điện thoại này đi, số cũ luôn đó. Làm cái gì mà ba nhìn con chăm chăm vậy? Ba nhìn con rồi ba tự suy nghĩ là không biết thuốc ba mua cho con uống hay là do cái tô cháo hột gà mà sao con mau khỏe dữ vậy? Ủa? Sao ba biết tô cháo anh Nam nấu cho con ăn? Sao không biết? Nó nấu nhiều quá, nó múc cho con xong còn dư ở trong nồi á, ba húp hết. Chào chị. Dạ, con chào cô. Hai cha con anh còn có thể thoải mái như vậy được sau những gì mình đã làm hay sao? Cha con tôi bị dí vô đường cùng, chị thông cảm. Chúng ta đã ký kết thỏa thuận với nhau, tôi thuê cái căn nhà tốt như vậy để cho hai cha con anh ở, đóng giả làm bạn gái của Bảo Nam. Vậy tại sao còn đi nhận 300 triệu của mẹ chồng tôi? Con chàng đến đó lấy tiền là gì? Dạ, cô Phượng, con thành thật xin lỗi cô. Lỗi là do con, bây giờ con chỉ biết dập đầu xin lỗi cô thôi, chứ con cũng không biết giải thích sao để cô hiểu. Tôi biết cha con tôi sai, bây giờ cha con tôi phải làm gì để cho chị nguôi bớt cơn giận? Anh nghĩ còn làm được nữa hả? Bây giờ bà nội của Bảo Nam ép nó cưới con Mai Lan trong năm nay. Khi con người ta giận, khi bà nội của Bảo Nam nói như vậy thôi, chứ ép dầu ép mỡ, ai nợ ép duyên. Thôi, không cần phải giải thích nữa ha. Tôi đến đây là để thông báo thỏa thuận của chúng ta sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Đáng lý là hai cha con anh phải rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Nhưng mà gì, tôi sợ là Bảo Nam nó khó xử, cũng như là bản thân tôi. Cho nên là hai người cứ ở đây cho đến khi nào kết thúc hợp đồng rồi tự trả nhà cho người ta. Cảm ơn chị. Dạ. Không sao đâu con, từ từ rồi cha con mình tính. Con Phượng với anh Bảo Nam là người tử tế, họ tốt với mình,
mà mình đối xử như vậy với họ, con thấy ác quá ba ơi. Cái gì mà nó kêu con xuống liền vậy? Sao em giờ này không đi làm đi, ngồi đây? Có công tác đột xuất nè. Còn du lịch ở Đà Lạt đang phát triển lắm á. Mà hồi trước thì Mai Lan có đề nghị với bà nội là mình nên mở homestay ngoài đó. Cái mảnh đất mà bà nội nhắm mua đó, bây giờ người ta rao bán rồi đó. Con đi lên đó, con coi như thế nào con đặt cọc nha. Mình phải mua liền chứ không thôi người khác người ta trả giá cao là mình mất đó. Trời, nhưng mà đó giờ con đâu có làm mấy cái việc này đâu nội. Mai Lan đề xuất để Mai Lan đi đi, Mai Lan rảnh con. Như với lại nếu mà đặt cọc thì mình đặt cọc online được mà, cần gì đi. Con, cái gì mà mình chưa làm thì bây giờ mình làm nè. Còn cái chuyện đất đai là con phải trực tiếp con lên con kiểm tra. Nếu như mà mình phát triển nha, thì con với Mai Lan sẽ phụ trách phần này. Mình làm cho công ty mình ngày một lớn mạnh hơn. Không lẽ con không muốn công ty phát triển hả? Hả? Dạ, nội yên tâm nha nội. Con và anh Nam chắc chắn sẽ đem được mảnh đất đó về cho nội. Đà Lạt cũng gần, mình đi mình về liền cũng được mà con. Anh, mình đi đi, tới chiều mai là mình về tới Sài Gòn rồi. Lên thay đồ đi anh, đi cho kịp giờ. Đi đi con. Dạ. Không biết nhà nào luôn. Lên trên coi. Thằng Vinh với thằng Sơn sao nó biết ở đây? Nghe nè con. Ba, thằng Vinh với thằng Sơn nó đang trước cửa nhà mình đó. Ba đừng ra ngoài nha ba, nguy hiểm lắm. Thằng khốn nạn nó mò tới đây rồi hả? Bây giờ con ở đâu? Con tự lo cho mình được, không sao đâu ba. Ba nhớ nè, đừng có ra ngoài nha. Rồi, ba biết rồi. Con trông kỹ nha. Đừng để thằng khốn nạn nó phát hiện nha con. Dạ con biết rồi, vậy thôi nha ba. Thằng chó đẻ này, mới đưa nó 300 triệu. Bây giờ nó gặp cha con mình chi nữa. Ủa, sao trên xe em có bó bông này vậy? Đừng nói là mua tặng cho em nha. Em hỏi vậy thôi chứ biết mà. Có bao giờ anh mua hoa tặng cho em đâu. À, trừ mỗi năm một lần vào đúng ngày sinh nhật của em. Cái này anh mua tặng cho ai vậy? Dạ anh không nói coi như cái này là của em nha. Anh mua tặng bạn anh đó. Bạn nào? Bạn học chung đại học hả? Bây giờ mà nó còn nằm ở đây thì chắc chắn không tặng được rồi. Vậy coi như đó là của em nha. Em đừng làm phiền để anh lái xe được không?
Sao vậy? Tưởng anh là ma hả? Anh làm hết hồn mà. Mà lạ thiệt ha. Lạ gì? Người đẹp làm gì cũng đẹp hết. Em hết hồn thôi mà anh muốn bị hớp hồn luôn. Xạo. Ủa? Ừ? Sao tự nhiên lại về đây? Đáng lý ra là giờ này anh phải đang ở Đà Lạt mới đúng chứ. Sao em biết đi Đà Lạt? Ờ, thì em thấy chị Mai Lan đăng hình ở trên trang cá nhân. Tưởng nhà vắng chủ nên định qua đây ở tạm thôi. Ờ thì tự nhiên anh thấy nhớ. Anh không muốn đi nữa cho nên là anh quay về. Hay. Ừ? Bộ trên đường đi hai người cãi nhau hả? Sao em nghĩ là tụi anh cãi nhau? Tao có gì đâu. Thì em hỏi đại vậy mà. Nhưng mà tại sao em nghĩ tụi anh cãi nhau? Thì em thấy anh tặng bông tặng ơ đồ cho chị. Hai người đang hạnh phúc như vậy, tự nhiên anh về đây, em nghĩ có chuyện nên... Sao em nghĩ anh tặng bông cho Mai Lan? Nè, thì em thấy sao em nói vậy thôi. Thấy em có chút gì đó. Em đang nghe. Làm gì có? Anh nói gì vậy? Xàm. Xàm. Không, có ghen không? Không. Mặt em ghi chữ ghen tuông bự cho bá trên mặt nè. Ủa, em với anh có liên quan với nhau đâu mà ghen. Mắc gì phải ghen. Với lại, chuyện anh tặng bông tặng ơ cho ai, đó là quyền của anh, liên quan tới em. Vậy gì anh có mặt ở đây cũng không liên quan gì tới em đúng không? Thì đây là nhà của anh mà. Em sợ sự có mặt của em ở đây chỉ làm phiền anh thôi. Anh đã nói là em ở đây bất cứ khi nào mà em muốn. Cho nên anh đột ngột tới đây thì anh là người làm phiền. Nếu ra về thì anh là người ra về mới đúng. Em sao vậy? Anh yên tâm đi. Em sẽ về liền. Dù gì thì em cũng nhận 300 triệu của bà nội anh rồi. Với điều kiện là phải tránh xa anh ra. Em muốn làm đúng theo lời hứa. Thôi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Em cứ lý do riêng của mình mà đúng không? Dù là lý do gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em không xứng đáng được ở bên cạnh của anh. Em không muốn làm như vậy đúng không? Nhìn anh nào. Em không muốn làm như vậy đúng không? Em... Thật ra em chưa bao giờ muốn làm như vậy. Chỉ là... Đợi anh một chút. Qua anh mua hoa tặng em, nhưng mà anh chưa kịp tặng. Em nhận đi. Nhận đi mà.
Để hoa héo hết bây giờ. Thật ra thì bà nội muốn anh và Mai Lan lên đi ký hợp đồng làm homestay trên Đà Lạt, mà anh thì không muốn, cho nên anh quay về. Ở trên Đà Lạt á, lãng mạn lắm. Anh với chị Mai Lan lên trên đó, hai người còn ở cùng nhau nữa, chắc hạnh phúc lắm ha. Em nói bậy bạ gì vậy? Em có biết là ghen tuông sẽ làm mất đi hạnh phúc không hả? Hai đứa mình đang hạnh phúc hả? Có. Anh đã, đang và rất hạnh phúc khi có em. Em cũng đã. Đã hạnh phúc. Tìm em qua làng quá xa xăm, người đến một lời, người như muốn níu lấy tháng năm. Ai cũng đều cất giữ một đàn ở trong cứ buồn đau. Từ giờ về sau mình chỉ nói những lời thật với nhau. Để vượt khoảng thời gian đẹp nhất đời, dẫu ngọt ngào anh trao em vẫn chưa dám vui thêm niềm vui. Cách xa là nhất thời, mọi sóng gió dù lớn cũng quá trong phút giây. Hai ta nắm tay nhìn xem kìa, bình minh vừa lên giữa sân. Chất nhẹ vòng tay bình yên phía sau, lỡ mai còn yêu buồn lâu nỗi muộn phiền và đau đớn sẽ qua mau. Đi phục vật khoảng thời gian đẹp nhất đời, dẫu ngọt ngào anh trao em vẫn chưa dám vui thêm niềm mơ. Xa là ngập thời, một sóng gió vu lớn qua trong phút giây. Anh ta đang tay nhìn xem kìa, bình minh vừa lên giữa sân. Tình yêu thêm lan với bao những tuổi hơn, vẫn yêu như vậy, yêu nhau quá trời vời. Tất cả đều là những kỷ niệm đẹp, anh sẽ không bao giờ quên. Nó đẹp thật ha. Nhưng tiếc quá, nó đã mãi mãi trở thành kỷ niệm. Không, hiện tại và sau này chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Thank you.
vậy rồi đó hả? Khác rồi kìa. Em qua bàn ngồi đi. Anh làm sắp xong rồi. Nay em xinh quá. Thôi đi, đủ xạo. Thiệt mà, nay em bận đồ đẹp lắm. Đồ ăn tới đây. Xin mời. Wow. Cảm ơn anh. Ừ. Cảm ơn không mà được á. Anh dậy sớm anh nấu mệt lắm á. Quậy. Ăn đi. À. Thử coi đầu bếp thượng hạng nấu có hợp mùi vị em không? Ngọt ngào quá chứ gì. Anh ăn đi. Thôi, nhìn em là anh no rồi. Dẻo miệng quá. Hôm nay em làm gì? Hôm nay hả? Ừ. Ừ. Em cũng không biết nữa. Chắc là em sẽ về nhà lo một số công việc. Ừ. Hôm nay anh cũng xử lý một số công việc. Xong rồi. Ừ. Tối nay em có muốn ăn cơm anh nấu không? Hả? Tối nay em có muốn ăn cơm anh nấu không? Cũng được. Con sao vậy? Sao tối hôm qua con về con không nói cho nội biết? Nội gọi điện thoại, nội kêu nó về, nội làm cho nó một trận. Dạ thôi nội, tại hôm qua con về trễ quá, con biết là nội khó ngủ, cho nên là con không muốn làm phiền nội. Trời ơi, thằng cháu của tôi, đêm qua là nó đi với con nhỏ đó chứ còn gì nữa. Để nó về đây, nội sẽ cho nó một trận. Dạ thôi nội, nó làm vậy anh Nam đang nói là con mét nội nữa. Mà quan trọng là Trang Phạm, cô ta đã nhận tiền của nội rồi, mà lại còn dở quẻ như vậy nữa. Không thể tha thứ cho cái con bé này được. Xa em chút nào. Thôi mà, đừng có lo lắng nữa. Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa thì tụi mình sẽ vượt qua cùng nhau. Chỉ cần em hạnh phúc thì chuyện gì anh cũng có thể làm. Thôi, anh đi lo công việc của anh đi. Tại vì em đã từng đọc ở đâu đó, người ta nói nếu như gặp may, yêu được một người yêu chu đáo với mình thì sau này có lỡ xa nhau sẽ không bao giờ quên được người yêu chu đáo đó. Tôi sẽ không bao giờ để lỡ xa nhau đâu, yên tâm đi. Tối anh qua đón em ha. Ừ,
Thôi anh đi về đi. Em đi vô đi rồi anh về. Thì anh đi về trước đi. Em vô trước đi. Anh về nha. Anh về đi. Mình đang làm cái gì vậy? Hợp đồng đóng giả người yêu của ảnh, nhận sự giúp đỡ của mẹ ảnh, rồi lại lấy tiền của bà nội ảnh, rồi giờ lại thành ra thế này. Thưa nội, con mới về. Lại ngồi xuống đây. Con đi đâu suốt đêm hôm qua tới giờ mới về? Nội, con lớn rồi mà. Con hứa với nội là con không làm cái chuyện gì bậy bạ hết. Nội yên tâm nghe. Trả lời câu hỏi của nội đi. Cả đêm hôm qua con đi đâu tới bây giờ con mới về? Con đeo theo cái con Trang mặt dày đó hả? Nội, sao nội nói Trang vậy? Con nghĩ là nội với Trang có hiểu lầm thôi. Với lại nội biết không, Trang bất đắc dĩ mới nhận số tiền của nội thôi à. Chuyện tới như vậy mà con vẫn còn khờ mà con tin á hả? Nó bán tình cảm của con, nó bán cái sự tin tưởng đối với con bằng 300 triệu mà nội giao đó. Trời ơi, một cái thứ con gái như vậy mà con có thể tin tưởng được à? Con sao con khờ? Hay nói hẳn là con ngu quá đi. Anh Nam, anh nghe nội nói chưa? Hôm qua anh bỏ kế hoạch đi Đà Lạt vì một con nhỏ không ra gì như vậy. Em thiệt sự là không cam tâm. Mày Lan, em không nghe nội anh la anh hả? Mà em còn châm dầu vô lửa nữa. Em còn trách anh nữa, được gì không? Anh có biết là nguyên đêm qua em không ngủ được không? Em tự hỏi là em không biết mình đã làm gì sai mà để bị anh đối xử như vậy á. Thôi, thôi, thôi. À, cái chuyện mà ở Đà Lạt á, bây giờ nội tính vậy nghe. Ngày hôm nay á, người của công ty sẽ lên Đà Lạt để đặt cọc số tiền miếng đất mà nội nói hôm trước. Hai đứa không cần phải đi Đà Lạt nữa nha. Chuyện quan trọng lúc này là cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Con xin lỗi nội, con không chấp nhận chuyện này. Con nói gì? Nội, từ nhỏ tới giờ cái gì con cũng nghe theo lời nội hết. Con mặc đồ của nội mua, học trường của nội chọn. Nhưng mà con lớn rồi, con yêu ai là chuyện của con. Con sẽ tự quyết định chuyện này. Con có biết con là ai không? Con là cháu nội của gia tộc này. Và nếu con là cháu nội của gia tộc này thì con không được quyền lấy một cái đứa con gái mà không có thân thế đàng hoàng. Nội cấm cái con bé đó không được bước chân vô nhà này, con biết không? Nội, con yêu Trang. Nếu như nội không chấp nhận thì con sẽ rời khỏi căn nhà này. Vậy thì đi đi. Đi ra khỏi ngôi nhà này. Đi. Nội, 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 nội ơi, nội ơi, nội, nội. Tình hình bệnh nhân đã ổn định rồi. Tuy nhiên mấy người đừng có vô kích động cho bệnh nhân nha. Dạ, người nhà vô thăm được chưa bác sĩ? Được rồi, nào. Dạ. Nội khỏe chưa nội? Nội hơi đỡ chút. Con xin lỗi, tại con mà nội mới bị như vậy. Có gì đâu lỗi phải. Con không thương nội thì thôi con đi đi.
Rồi biết là nội già rồi, trước sau gì cũng chết mà. Thì để nội chết sớm đi cho con đỡ phiền. Thôi mà nội. Nội, đừng có nói như vậy mà. Nam à, nội thương con nhất trên đời. Con là lẽ sống của bà nội đó. Nội yêu thương con đến mức như vậy mà nếu con cảm thấy phiền phức á thì thôi kệ nội đi con. Sao tình thương của nội mà phiền phức với con được nội? Vậy thì con hứa với nội một lời đi. Con dám hứa với nội một lời nào không? Nếu không hứa được thì đi ra ngoài. Con... con thật sự mong nội khỏe mạnh. Anh Nam, nội đang giận lắm. Hay là anh về nhà trước đi. Khi nào nội khỏe rồi em nhắn anh vô sau. Vậy thôi nội nghỉ ngơi nha nội. Con sẽ vô thăm nội sau. Nó đi chưa? Dạ đi rồi nội. Nội, nội làm gì vậy nội? Sao vậy nội? Cái thằng thiệt. Ủa? Cái thằng này là phải cho nó một trận mới được. Nó không có xỉu thiệt hả nội? Trời ơi, nội phải có chiêu của nội chứ. Ít nhất cũng phải trị cái thằng cháu cứng đầu này chứ. Nội, nội làm có hết hồn hả? Có tưởng nội xỉu thiệt không á? Lỡ mà nội có cái gì nha, sao mà ngồi sống nổi? Sao vậy? Cái gì mà thẫn thờ vậy? Có chuyện gì hả? Nội bắt con cưới Mai Lan nhưng mà con không chịu. Cho nên nội con sốc quá bị xỉu. Bây giờ nội trong bệnh viện á, nội không muốn nhìn mặt con. Lại là chuyện này. Để chống lại và thay đổi quyết định của bà nội con là một điều không dễ dàng. Sau khi ba con mất, chú đã chứng kiến cảnh mẹ của con phải chịu đựng sự hà khắc của nội con như thế nào. Việc bây giờ là con phải bình tĩnh tìm cách để giải quyết. Khi con người ta bình tâm thì mới có thể đưa ra những quyết định sáng suốt được. Dạ, con cảm ơn chú. Thôi được rồi, để chú vô thăm bà nội. Sẵn làm ít cháo yến để bồi bổ cho nội luôn. Để con phụ chú. Nội sao rồi con? Dạ, nội khỏe rồi cô. Nội vừa mới ngủ. Con nghe tin lúc đang họp với đối tác, nhưng mà hỏi con thì con nói là nội khỏe rồi, cho nên cô đợi họp xong rồi đi luôn. Dạ. Thôi con về khách sạn đi, để cô lo cho nội chứ. Dạ. Vậy giờ con về trước để đi làm, xong chiều con lên nha cô. Ừ.
Cô sao rồi em? Mẹ em cũng đỡ rồi anh. Anh có đau cháu Yến, mang qua cho cô tẩm bổ. Cảm ơn anh nhiều nha. Chút nữa mẹ thức dậy em hâm nóng cho mẹ ăn. Để mẹ nằm nghỉ đi, mình ra ngoài nói chuyện ha. Chồng ơi, có cần em phụ gì không nè? Thôi, đây đây. Phụ cái gì nữa, xong hết rồi nè, đây. Chà, wow, quá. Hấp dẫn quá à. Đây nha, bây giờ á, vợ phải đánh giá, chấm điểm cho chồng nha. Để coi nha. Đây. Coi chừng nóng nha. Sao? Sao? Số 1. Chồng em à, siêu đầu bếp. Nói chứ phải về đây thì anh mới nấu được những cái món ngon cho em. Chứ nhà ở thành phố anh đâu có làm được. Mẹ mà biết anh vô bếp, mẹ sẽ dựng cho mà coi. Ủa, anh cũng biết mẹ anh là siêu khó tính. Đúng là khó tính thật. Khó tính vậy đó. Mà anh chị cũng trốn lên đây để làm được chuyện này ha. Người ta nói đằng sau sự thành công của một người đàn ông là có bóng dáng một người phụ nữ. Vậy thì đằng sau sự thất bại của con là ai vậy? Có phải người đang ở bên cạnh con không? Con là giám đốc một khách sạn lớn. Con nghĩ sao cái vị trí của con như vậy đó, bây giờ con đeo tạp về, con nấu ăn, con hầu hạ như một ô sin hả con? Mẹ, thỉnh thoảng con chỉ phụ vợ con thôi. Ủa mẹ có nói gì đâu mà tự nhiên con xù lông xù cánh lên con bảo vệ. Mẹ chưa kịp trách cứ nữa mà. Còn chị nữa, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi nói là ráng học đi để mà phụ chồng quản lý khách sạn. Cái chuyện đó là cái chuyện cần làm đó. Ở nhà nó hầu hạ chưa đủ sao? Còn lôi ra đây bắt nó nấu ăn để nó hầu chị nữa. Mẹ ơi, tất cả mọi chuyện là do con quyết định, Phương không có liên quan gì hết á. Là tại vì con mù quáng. Mà cũng nhờ con mù quáng cho nên mẹ mới thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Rõ như ban ngày. Alo, nghe đây. Alo, cô ơi, anh Thái bị tai nạn ô tô. Cô mau đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đi. Con làm thủ tục rồi, nhưng giờ người ta cần người nhà gấp. Con tôi nó đang công tác ở Đà Lạt mà. Dạ. Anh đang trên đường về thì gặp tai nạn ở cuối đường đèo giữa Bảo Lộc và Đồng Nai. Nặng lắm, cô mau đến đi cô. Có nhầm lẫn gì không? Không bao giờ thằng Thái nó đi ban đêm mà. Có nhầm lẫn gì không? Dạ, tối qua anh nói con á là anh về cho kịp sinh nhật của chị Phượng đó cô. Hãy
hai người gián díu từ lúc nào? Con không dám. Từ lúc con tôi chưa chết phải không? Tôi rất thất vọng về chị. Trong khi mẹ chồng mình nằm ốm đau ở trong bệnh viện, chị đi làm một cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Một cái chuyện trái lương thường đạo lý gì mà mấy người cũng làm được nữa hả? Sao bà biết chỗ ở mới của tôi vậy? Trời ơi, bà theo dõi tôi nữa đúng không? Theo dõi gì mà theo dõi? Bà đau, có sao không? Đau thiệt. Ôi dạ. Thôi, được rồi, để tôi chở bà đi bệnh viện. Tôi đau quá rồi ông ơi. Cô gặp cái gì đâu không vậy? Thằng chó lẹ, tao giết mày. Biến mày ra. Mày từ ngày mẹ quen ba con cho tới ngày ba con mất, tới tận bây giờ mẹ chỉ có mỗi mình ba con thôi. Chính mắt nội chứng kiến đâu phải nội nghe qua ai nói đâu con. Nhưng mà chuyện gì cũng phải từ từ tìm hiểu chứ nội, chứ không thể nào nội đuổi mẹ con đi như vậy được. Tôi xin con hãy chăm sóc cho con cha, con của chú, tốt con chú nghe con. Cô chú tính đi đâu hả chú? Cưới cho chú đi. Alo, Tiến hả? Ê, ba tôi có qua bên ông không? Từ hôm qua tới giờ, tôi đâu có thấy chú qua đây đâu. Mày lại tiếp tay cho thằng chó đẻ luôn nữa, đúng không? Tôi nói ra, anh hiểu dùm hoàn cảnh của tôi, anh thông cảm dùm tôi, anh đừng có giận tôi mà anh Công. Hiện giờ thằng chó đẻ nó đang ở đâu? Tôi... Bữa nay tôi sống chết với nó, không để nó lộng hành qua như vậy được. Thật sự tôi không biết.